Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung. Hôm nay em lên sóng cho dòng mẫu xe 7 chỗ ngồi hạng sang anh em ạ, hạng thương gia limousine anh em ạ. Con là con Kia Carnival anh em. Sản xuất năm 2008, lăn bánh năm 2009 anh em ạ. Đấy, xe thì có nước sơn màu xanh. Đấy, màu xanh rất là đẹp luôn nha anh em, màu xanh mực cực kỳ đẹp luôn. Màu xanh này mà đời mới thì anh em phải tốn thêm tiền nữa nha anh em. Đấy. Con này lăn bánh của nó thì tầm khoảng 1 tỷ 6 đến 1 tỷ 7 anh em ha. Hiện tại mua mới nha anh em, 1 tỷ 6 đến 1 tỷ 7. Nhưng mà hiện tại con của em 209, giá tiền của nó thì chỉ còn có 156 triệu thôi anh em. Anh em thấy hợp lý không? Số tự động nha anh em, số tự động bản cao cấp, bản full, bản đủ nhất nha. Xe thì biển Đà Nẵng. Cam kết với anh em mình không đâm đụng và không ngập nước anh em. Đấy. Màu xanh Kawasaki rất là đẹp luôn. Đấy. Đèn đốt phía trước đều đầy đủ anh em. Xe thì trang bị ghế chỉnh điện nha anh em, ghế chỉnh điện. Đó, màn hình rồi có đầy đủ hết rồi. Xe có bị bước chân rồi này. Đấy, nói chung anh em mình mua về đổ xăng là đi thôi. Xe hai dàn lạnh, hai cửa lùa hai bên anh em ha, hai cửa lùa hai bên. Nội thất bên trong thì cũng rất là sạch sẽ và rất là đẹp anh em. Nội thất bên trong sạch sẽ đẹp lắm. Thấy đó, nội thất bên trong này, hàng thương gia như này. Nội thất bên trong ngồi rất là rộng rãi. Anh em mình mua về có chỗ đổ xăng là đi thôi nha. Tắm thì đến tháng 12 năm 2024 anh em mà. Con này 2008 thì khám đăng kiểm đến 2028 là sẽ xuống 6 tháng anh em. Xe anh em thấy mâm đúc đồ sơn xe bên ngoài anh em thấy bóng loáng đẹp anh em. Đèn đốt phía trước anh em thấy như xe mới luôn mà tìm tiền có 156 triệu anh em. Cực kỳ hợp lý luôn anh em ha. Giá tiền thì rất là rẻ rồi, không còn giá nào hợp lý hơn. Con này động cơ 2.4 anh em, 2.4 số tự động anh em ha, 2.4 số tự động bản đủ nhất nha anh em. Đấy. Sơn xe bên ngoài rồi rất là đẹp rồi. Nội thất bên trong rất là tươi, rất là sạch sẽ rồi. Đấy, màn hình Android có tích hợp vô lăng, phím bấm trên vô lăng, túi khí hai bên anh em ha. Vô lăng anh em nhìn này. Đó, lần đầu tiên em mua con Carnival mà vô lăng đẹp vậy luôn anh em. Nhiều con Carnival người ta hay ấn cái này này là nó sẽ bị bể cái vô lăng này ra. À, nó sẽ bị bể cái này ra và người ta sẽ bọc da lại, nó rất là xấu và nó không còn được đẹp như này. Con này vô lăng riêng mà anh em thấy nó mới không? Đó, anh em nào mà rành xe thì nhìn cái vô lăng thấm cho em là coi cái xe nó chất không. Đấy, nhìn cái vô lăng là biết cái xe chất rồi. Với lại nhìn cái dàn gỗ này, dàn nhựa gỗ này nó không bị bong tróc này. Cái dàn phím bấm nó còn đẹp. Đây là một con xe rất chất anh em ha, rất là chất luôn. Cột kèo keo chỉ là nguyên bản anh em, không đâm đụng, không ngập nước anh em ha. Đấy. Nhiều anh em hỏi xe toàn thấy xe đẹp không, không biết xe không đâm đụng, không ngập nước nó đi đâu. Thì mình không mua thì mình sẽ không gặp thôi anh em. Đấy. À, nhiều anh em ít thấy chứ em đi coi xe thì em thấy đâm đụng xe, đâm đụng ngập nước rất là nhiều. Nhưng mà mình đừng có mua, mình đừng có dính dáng gì tới thì tất nhiên nó sẽ không xuất hiện trên kênh của em rồi nha anh em. Đấy. Ghế chỉnh điện 8 hướng anh em ha, còn hoạt động xài tốt hết nha. Phím bấm vô lăng còn hoạt động tốt hết. Đèn là mình chỉnh ở đây nè, đèn phía sau anh em ạ. Đèn phía sau em sẽ quay cho anh em coi nè. Đây đèn tổng nè. Đó, đèn tổng không? Sáng đầy đủ hay không anh em ha. Và có cái màn hình đây nè. Đấy, màn hình này, màn hình đằng sau nè. Đèn phía trước còn đầy đủ hết này. Đèn thì trong con này không thiếu đây. Đấy, mở cửa nó sẽ sáng đèn anh em ha. Đấy, mở cửa nó sáng đèn rất là đẹp, hai bên đầy đủ hết. Toàn bộ nỉ nếu anh em nhìn này, anh em nhìn kỹ là anh em sẽ thấy đẹp lắm. Con này là con xe gia đình người ta sử dụng rất là kỹ càng. Đồ đạc bên trong ha. Mở gương, mở cửa là sáng đèn đầy đủ anh em ạ. Soi gương rồi này, đồ đạc bên trong này, ý nếc anh em nhìn. Trần phào là anh em thấy không? Mới keng keng. Nói chung đây là một con xe rất là chất, ghế da là ghế da rin theo xe cả vàng luôn anh em, ghế da rin theo xe cả vàng luôn á. À, số tự động anh em ạ. Đồ đạc bên trong nội thất là mới keng. Nói chung đây là con xe chất và đặc biệt là con này máy móc chạy rất là ngon, chạy bốc lắm. 2.4 số tự động mà chạy bốc này. 201 theo xe, một khóa cơ này, khóa cơ thì anh em cắm vào đây anh em ạ. Xe thì có loa súp đầy đủ hết rồi, âm thanh loa đài nghe rất là hay. Loa súp máy lạnh điều hòa đầy đủ anh em ha. Máy móc chích cái là nổ thôi nè. Đấy. Tắp bi tắp lô có đèn bằng cánh báo mở cửa này. Con này nó trong Kia thì option nó nhiều lắm. Đấy, em có một con Kia đời mới em đi mà option thì miên man luôn. Đấy. Chạy bền bỉ và đặc biệt là chi phí bảo dưỡng, chi phí phụ tùng thay thế bảo dưỡng rất là hợp lý, rất là rẻ luôn. Đấy. Vô lăng tay lái trợ lực rồi nhẹ nhàng đầm chắc anh em ha. Con này đi đầm chắc, bảo đảm anh em vào xem xe chạy thử thôi. Không biết anh em có mua không nhưng mà anh em vào xem xe chạy thử thôi là em bảo đảm anh em sẽ thích ngay con xe này. Bởi vì cái nước chạy của nó rất là đầm, đi rất là êm ái luôn. Ngồi trước mà cảm giác lái nó còn sướng huống gì là người ngồi sau anh em ha. Đi rất là đầm êm ái lắm. Bởi vậy người ta mới nói nó là limousine anh em ha, Carnival. À, yeah, Carnival.
Carnival là mới có khoảng thời gian là nó chuyển qua Sedona, xong rồi nó về lại tên Carnival nha mà. Đấy, tắp bi tắp lô anh em nhìn này. Đó, còn mới cứng luôn này anh em thấy không? Đẹp không? Ừ, hộp để đồ ở bên trong đây này. Đấy, mới kem. Xe thì anh em thấy dễ gì còn được con nằm mà. Đây, cuốn sổ hướng dẫn sử dụng của con xe này, nó còn xài đầy đủ luôn. Đó, sử dụng mà đấy. Còn xài tốt hết luôn anh em ơi. Đây, toàn bộ này. Ui, dễ gì kiếm được con xe nằm mà Carnival mà còn được số hướng dẫn, đa số mấy cái đó người ta không xài, người ta quăng hết rồi. Đấy, xe cam lùi đầy đủ anh em này, camera lùi anh em thấy không, đầy đủ nha. Tuy là một cái màn hình nhỏ chưa mà lên màn hình Android thôi nhưng mà chức năng trong đây thì xài đủ hết rồi. Âm thanh loa đài thì nghe rất là hay luôn. Này xài đĩa anh em ha, này về anh em lắp màn hình lên rồi tuyệt vời luôn. Tích hợp vô lăng được còn xài tốt anh em này. Tích hợp vô lăng được còn xài ok anh em ha. Âm thanh loa đài thì rất là hay anh em. Đấy. Vô lăng rồi còn như mới này, vô lăng đẹp cực kỳ anh em ạ. Thật anh em mua nhiều Carnival rồi em bán em biết. Đa số là người ta bấm cái phím còi này, nó hay bị nứt, nó bị bể cho này la lắm. Là đa số người ta bọc da là nhìn nó xấu, nhìn nó lô lắm, nhìn nó không đẹp này. Con này vô lăng rin anh em. Vô lăng rin anh em nhìn nó đẹp không? Kinh khủng, xuất sắc. Gương gặp điện anh em ha. Đấy. Gương này gương chiếu hậu là gặp điện chỉnh điện lên xuống bình thường này anh em ha. Đấy. Đó. Gặp vào này không? Gặp ra này anh em. Gương cánh bấm điện lên xuống lóc cửa mở cửa đầy đủ này. Đó. Đó, đầy đủ phanh chân ở đây anh em, mở xăng rồi nằm đây. Trong xe rất là chất, không có gì chê luôn. Động cơ máy móc này đang nổ này, không một báo lỗi, không báo lỗi một tí nào anh em. Đấy, không báo lỗi tí nào hết. Xe là gạt mưa tự động này anh em, đèn tự động này, đèn để quá chế độ auto này, đèn tự động này. Đó, đồng hồ không báo lỗi này. Kim tua máy nổ đứng im luôn. Ở trong con này đi rất là ngon anh em, tuyệt vời. Giá tiền rất là hợp lý luôn. Anh em mua về có đổ xăng ở đây thôi. Cửa lùa hai bên cột kèo kêu chỉ là nguyên zin, không đâm đụng ngập nước nha. Anh em vào xem xe, cảm nhận chạy thử là sẽ rõ anh em ha. Hàng ghế lùa đằng sau đây, ghế này mình có thể xây ngược đằng sau anh em ha. Ghế đằng sau đây còn mấy cây anh em, đấy, trần phào rồi còn đẹp nha. Anh em nhìn cái trần là anh em biết rồi. Trần nỉ là một cái thứ gì đó nó rất là dễ dơ anh em ha. Nhưng mà để nó còn sáng, nó còn sạch đẹp như này thì phải nói là chủ xe người ta giữ gì còn hơn cả giữ nữa. Đấy, giữ xe còn hơn cả giữ vợ anh em. Đấy, sơn này. Đấy. À, sơn xi bên ngoài cực kỳ đẹp luôn. Đấy, một cái màu xanh rất là phong thủy và rất là đẹp anh em. Đấy. Đèn đuốc phía sau đầy đủ thế này, sáng trưng đẹp hết anh em ha. Đó, sau đây có một khoang cực kỳ rộng cho anh em để đồ anh em ha. Đó, ghế sau này còn mới căng căng luôn này. Đấy, sau này không có ai xài luôn á. Đó, rất là đẹp nha anh em. Hàng ghế này mà có thể trượt tới tí anh, trượt lên tí anh tí. Trượt tới để bỏ vali anh em ạ. Đấy, trượt thẳng tới là bỏ đồ là vô tư luôn, rộng rãi cực kỳ. Còn anh em chở người thì anh em kéo hết đằng sau. Còn xe thì đây, cột kèo xương dần là đinh bấm mà chỉ là nguyên bản nha anh em. Anh em vào xem xe trực tiếp sẽ cảm nhận rõ ha. Đấy. Còn em có người thật việc thật. Đấy, không đâm động thì nó không đâm động nha anh em. Đấy. Nói chung xe đẹp, anh em mua về đi thôi. Quá là tuyệt vời đó mà Carnival mà tầm tiền em thấy nó hợp lý quá anh em. Cách đây tầm nửa năm anh em ha, nửa năm mà em bán con này 170 mấy mà hiện tại thì bán con 150 mấy thì anh em thấy. Mình mua hợp lý thì bán hợp lý anh em ha. Hiện tại xe giá thị trường con này cũng là 170 mấy, tầm 180 triệu anh em. Đấy. Có chỗ người ta bán 170 mấy triệu, có chỗ người ta bán 160 mấy triệu. Nhưng mà em thì mua được cái giá hợp lý nên là em bán giá hợp lý. Còn về độ chất thì anh em cứ vào xem xe cảm nhận nha anh em. Đấy. Đừng có anh em cứ nghĩ xe em nó giá hợp lý nó rẻ mà xe em chất lượng nó không tốt là không phải anh em. Anh em cứ vào xem xe, em cam kết với anh em chất lượng xe em không có đối thủ sánh luôn á. Đấy. Anh em nhìn cái độ chất con xe này, nhìn chất này, nhìn vô lăng thôi, nhìn cái vô lăng là biết cái xe nó chất rồi. Đấy, riêng về độ chất thì thôi xe em không thua kém cạnh xe nào hết nha em. Nên là em đừng có nghĩ lần này nó bán giá rẻ thì chắc chắn cái chất lượng của xe nó không bằng những cái xe giá cao hơn. Đó là sai lầm của anh em. Em qua mua giá hợp lý, bán giá hợp lý thôi. Còn xe thì chất lượng thì bao cho anh em test thoải mái. Anh em vào xem xe test thử rồi thích thì đem ra hãng test luôn. Đấy, nhiều xe đời mới người ta mới cho anh em test hãng nha. Nhưng mà em đời cũ em cứ vẫn cho anh em test thoải mái. Ở mình người thật việc thật anh em. Vàng thật là không sợ lửa nha. Máy đang nổ đây. Cái máy nổ siêu êm luôn. Lọc nhớt người ta cũng mới thay này. Nhớt làm máy người ta cũng mới thay này. Nước làm mát cũng thay, nước làm mát xịn nha.
Nước làm mát 300.000 một lít anh em ha, chứ không phải là 50.000 một canh 5 lít như người ta đâu anh em. Đấy. Chủ xe người ta bà người ta chia sẻ với em mấy năm. Nước làm mát là người ta thay 350.000 một lít anh em ha. Đó. Này. Cabo là còn chỉ đây này anh em ha. Như nước làm mát á, thường thường em thay xe là em thay tầm khoảng một canh như vậy, em một canh 4-5 lít anh em, là em thay tầm 300-400 nghìn thôi. Đó, là xịn lắm rồi đó. 300-400 nghìn là xịn lắm rồi đó. Có nhiều xe cũ người ta đổ có canh có 50.000-100.000 là cùng anh em ha. Nhưng mà cái chủ kỹ chủ cũ này nè, anh kỹ lắm. À, anh thương con xe em lắm, nên là anh thay cái canh nước làm mát 350.000 một lít anh em ha. Nên là cái chất lượng thì thôi miễn bàn rồi. Đèn đuốc em thấy đèn đuốc còn mới căng căng đẹp cực kỳ. Đấy, xe nó liền lạc, giá tiền nó hợp lý anh em. Đó. Xe máy móc ngon, âm thanh loa đài hay. Đó. Sơn si thì rất là đẹp rồi. Sơn si do trời em bên đây cũng hơi tối rồi, em quay nhìn cái sơn nó hơi tối màu anh em. Chứ ban ngày nhìn nó đẹp lắm. Đấy, gầm bệ sườn si là chắc chắn này. Đó. Về em lên cho nó một cái bệ bước chân nhô, mình nhìn cho xe nó đẹp hơn anh em, mà nhìn nó sang trọng rất là nhiều. Giá tiền thì hợp lý lắm. 156 triệu anh em, bao phí vận chuyển anh em toàn quốc ha. Anh em vào xem xe chạy về bên em sẽ bớt phí vận chuyển anh em ha, hoặc là bao phí hồ sơ cho anh em nha. Xe thì biển Đà Nẵng hay mua có chính chủ, đây là giấy tờ pháp lý rõ ràng hợp lệ lắm. Đấy. Kia Carnival 208 lăn bánh 2009 anh em ha, số tự động nha anh em. Đấy, giá cực kỳ hợp lý luôn, 156 triệu. Anh em có thể thêm thang lên các trang mạng á, anh em tham khảo giá là anh em biết. Đấy. Cái này cái anten này, nãy nổ máy là nó sẽ thò lên nha anh em, nãy vẫn còn xài tốt luôn. Anh ơi. Em bật cái chìa khóa này mà. Bật cái chìa khóa rồi máy là cái anten nó thò lên rất là ok anh em ạ, vẫn còn xài tốt này. Đấy, bấm web em á, bấm web em nó lên. Đó, em thấy nó thục lên không? Đó, nhiều anh em không biết sao chứ nhìn em nhìn em thấy khóa khóa này mà, nhìn nó đẹp đẹp, nhìn nó đã sao á. Đấy. Tắt máy là nó xuống nè. Đó, tắt máy đi. Đó, tắt cái khóa là nó xuống này mà. Đó, cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi là mình biết cái xe nó rin hay không anh em ạ. À, nhiều xe 208 giờ làm gì còn, em mua Carnival em mua cũng nhiều rồi nhưng mà làm gì còn con nào mà nó anten nó tục thọ vậy. Cái đó cái độ rin của nó nhìn là biết cái xe nó rin nó chất rồi. À, anh em là cần alo ngay cho em ha, mọi thông tin chi tiết thì anh em cứ alo cho em sẽ tư vấn cho anh em ha. Anh em kết bạn Zalo em sẽ tư vấn cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.